Tiếp tục ngày làm việc thứ 9, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sáng nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Phiên họp lần này, đa số các đại biểu tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật thi đua khen thưởng để thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác thi đua khen thưởng, khắc phục những bất cập của các quy định hiện hành, bổ sung những vấn đề mới phát sinh phù hợp với thực tiễn về công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật nhằm đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, các đại biểu vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh các vấn đề như tiêu chuẩn khen thưởng, cân nhắc giữ quy định hiện hành để không bỏ sót đối tượng đối với một số hình thức khen thưởng, bổ sung hình thức khen thưởng, huy chương thanh niên xung phong vẻ vang, bổ sung danh hiệu thi đua xã tiêu biểu, phường thị trấn tiêu biểu. Qua nghe các ý kiến thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.